Rồi, con xin kính chào tất cả quý vị và các bạn và những người yêu thích cây cảnh bonsai cho tương lai nhé. Đấy, mấy cái cây mà cái hồng ngọc mai dáng quái này. Đó, mọi người thấy không? Tôi đã vào chậu rồi đấy. Nó quái cái này là về nuôi là bắt đầu là bẻ chi bẻ tán ra là rất là hợp lý. Tôi nói chung cái cây chơi là tôi có cắt thì mọi người nhìn thấy nó cắt thì nó thưa cành, nhưng mà mình mua cây mình không có quan đừng có quan tâm đến cái chuyện cành, mà mình quan trọng nhất là cái củ đế và cái dáng thân nó quái dị đấy. Thì mình mua về thì cái giá trị mình nuôi nó với đấy là tôi đã cắt rồi. Đó tôi lọc đấy, đó từng cây một. Đó mọi người thấy không? Đó. Tôi lọc hết rồi, cho nên là mọi người chơi cây là đừng có nghĩ về cái chuyện tán mà nghĩ về cái thân trước, cái củ đế và cái thân. Đó, thì cặp một là 400 một cặp, tôi bao ship nha. Đó. Đây còn cái cặp này. Đó, cái dòng như này này. Đó, cái dòng như này là cứ 250 một cặp, tôi bao ship. Đó, cứ 250 một cặp thì cứ mua tăng lên là bao nhiêu tôi hạ xuống, mua tăng là tôi hạ. Đấy. Thì cứ cặp là 250 tôi bao ship. 250 bao ship, 250 bao ship. Đấy, hợp lý cho mọi người chơi nhá. Tôi cắt tôi định hướng rồi, sau này mọi người về thì chỉ có nuôi xong là tính toán vào dây. Đó. Cứ 250 một cặp. Đó cái dòng như này, nói chung là rất là chi là nhiều. Đó, cứ 250 một cặp bao ship, mọi người cứ kết bạn Zalo rồi tha hồ mà chọn tôi bán về cái tình yêu thương của cuộc sống của con người mà. Nói chung là mọi người cứ lấy cặp nào, còn đây cặp này 200 một cặp bao ship, đó hợp lý mà, tha hồ chọn 200 một cặp mà có cái cây đẹp như này. Đó thì ba cây thì tôi sẽ bớt tiền đi, cứ lấy ba cây thì 270. Nói chung tôi sống có trước có sau, nếu lấy nhiều tôi hạ bớt đi. À, cứ càng mọi người cứ lấy nhiều thì sẽ dần dần tôi sẽ giảm đi cho mọi người một tí. Tại vì nếu mà mọi người cứ mua một cây tôi cũng 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 cứ đóng thùng cho mọi người, tôi đóng thùng xốp đàng hoàng cẩn thận cho mọi người chứ không có lo cái chuyện đó. Đó. Thì cây thì nó nhiều dáng lắm. Thì mọi người thương tình ủng hộ tôi thì cuộc sống mà. Tôi cũng làm ra, tôi mua về rồi mua qua rồi bán lại rồi chỉnh sửa, tôi thức đêm mà hôm tôi cũng làm lại đây. Cái cây này thì nó cũng ngang nửa cái ngón tay, nói chung là nó to, nhưng mà cái cây hồng mai nó chỉ vừa vừa vậy thôi, chơi là cũng hợp lý mà. Thì cứ mọi người cứ kết bạn Zalo thì tôi sẽ có những cái cây mà nó có rẻ tiền hơn nữa, nó nhiều loại lắm. Thì kính mong tất cả các cô các chú cùng bạn bè xa gần đó, cái cây này giống ngón tay thì ủng hộ cho tôi, thì để tôi có cái động lực tôi lên video thì tôi bán đây, tôi chỉ kiếm mỗi cây vài đồng. Nói chung tôi cũng đam mê về cây mà, chỉ chia sẻ cho những cái tình cảm, những tất cả mọi người yêu cây cảnh. Thì ai có nhu cầu thì cứ kết bạn điện cho tôi thì tôi để giá hợp lý cho, cứ nói giá là tôi để giá nó hợp lý đó. Cứ cặp cặp đều đều như này 400.000 hợp lý đấy, 200.000 một cây mà tôi cũng chẳng giấu giếm gì đâu, nuôi nó cũng thời gian nó cũng lâu mà vào công vào chậu đủ cái chậu nữa. Còn mọi người mà bảo là lấy chậu bỏ chậu ra thì tôi sẽ đóng lại một cái chậu nhựa xong tôi tặng cây khác cho nó hợp lý chứ không để thiệt. Đây là những cái thùng tôi đóng này, đó đóng cứ rất cẩn thận, đóng thùng xốp xong tôi chèn những cái như này này đấy. Mọi người cũng kêu lấy 30 gốc này tôi ép như này này, những cây nhỏ 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 đó đó thấy không, tôi sẽ đóng thùng tôi chèn chặt rồi tôi gửi tới nhà cho mọi người, không có sợ đâu đó, nên là mọi người cứ an tâm. Cây cối đây này còn một số nhiều, những cây lặt vặt thì nói chung là nó cũng có nhiều. Đây hồng mai này này đó, nên là tôi cắt lại, nên là bây giờ nó đó. Thì những cái cây mà cứ đều đều là tôi sẽ, mọi người cứ kết bạn Zalo, nó có một cái số phôi và cây to và cây nhỏ có hết cho mọi người chơi. Thì kính mong tất cả những người yêu thích những cái cây cảnh, vì cuộc đời mình sinh ra và lớn lên mà buồn vui gì đi về, nói vậy chứ mua một vài cây về mọi người chơi ấy, nó ngắm nghía nó cũng hợp lý đó. Những cây quái này này đi về thì trong nhà nó phải có cái cây, nhưng mà đây là tôi ươm như này là cái đang trong cái chậu hợp lý lắm. Đây còn cái dòng to này thì cứ cũng là 400k, nên là tương đương với 400.000 một cặp. Đấy, cây này cũng to đấy, to hơn ngón tay đấy. Đấy mọi người thấy không? Cấp nào nó cũng to hơn ngón tay. Cũng chỉ có 200.000 một cây mà 400 cặp bao ship, thì mọi người nghĩ xem, đóng thùng xốp đàng hoàng lịch sự đâu có đó, thì chó có chừng có cá có lại chua gửi cho mọi người chơi. Đó đều 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 vậy. Mọi người cứ kết bạn Zalo rồi là điện thoại chọn cặp nào thì tôi cũng chân tình thì tôi chọn cho những người mỗi người thích.
Có người thích dáng quái, người thích dáng lồn lực, người thì thích nghiêng nghiêng ngả ngả, người thì thích đít cong đó. Nó đủ các loại người đây, những cái cây nó có quái này thì nó rẻ, cây vài chục ngàn cũng có cho mọi người chơi. Cứ kết bạn Zalo rồi tôi sẽ gửi cho nó. Như này, cái này tôi đã trồng vào trong cái chậu này đấy, mai mốt nó khỏe mạnh rồi. Video này kết thúc nhá. Tôi lại có thể là tôi lại đóng thùng tôi gửi cho mấy người đi nữa, và tí tôi lại quay cho mọi người xem đó, những cái cây mà nó quái quái đấy, nó rất chi là nhiều đó, mọi người thấy không, hợp lý cho mọi người chơi xem đó, tôi bỏ trong chậu đấy đấy. Này tôi quay nốt cái đoạn nữa, mấy cái cây này nó đang còn này. Đấy thì mọi người thương yêu thì cứ quý mến tôi thì cứ đăng ký kênh, tôi sẽ gửi cho mọi người từng cái cây một. Tôi có thấy người có nhiều người chụp màn hình gửi lại cho tôi là hỏi cây nhưng mà cái chữ nó còn đang đỏ đỏ chưa đăng ký kênh mà hỏi như vậy, xong là cứ đòi bớt giá. Nếu đăng ký kênh là tôi tặng quà, tôi lại nó có cái chiêu hay vậy, đăng ký kênh ấy thì tôi tặng quà, là tôi sẽ mua cây là tôi sẽ chụp màn hình thì thấy cái chữ đăng ký là tôi sẽ tặng quà riêng đó. Chứ cũng 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 hỏi cái giá, xong là cây mà tôi bán tôi vẫn kêu 100 ngàn xong rồi giả 50 ngàn là bao ship thì tôi làm sao tôi còn gì, nó ship giờ nó 50 ngàn vậy thì tôi cho mọi người à. Đấy, mọi người thấy không, cái cây mai này đó, cái cây mai tôi cắt rồi tôi ghép, mùa này nó mưa nó lạnh nên là cái cây nó không được sung lắm đó, thì nó cây thì nó nhiều đây, những cái phôi tôi đang ươm này nó rất chi là nhiều. Thì mọi người có gì cứ kết bạn Zalo rồi điện thoại trực tiếp gặp tôi để giá nó mềm cho mọi người chơi, nó linh sam nữa, nó vào trồng cái chậu này tôi cắt đang phôi vậy thôi, nhưng mà nuôi một thời gian này nó mới lớn được đó, nó mới đẹp được. Đây này cây mai đó, những cây mai này, cây mai vàng mùa này thì nói chung chưa có ai chơi đâu đó. Cây tôi đã cắt sửa này. Đây này, cây này là cây sam hương này, nó lùn lực nhưng mà được cái củ đế nó nhìn nó quần quại, nó vài chục ngàn nhưng cũng có cây chơi. Đó, rất là đơn giản thôi chứ, nhưng mà này đủ các loại cho mọi người sưu tầm chơi đó. Đây cây linh sam này cũng vậy, tính là có 200 ngàn một cây chứ mấy, cây không đừng có nói chậu nha, chậu nó nặng lắm. Đấy, hợp lý cho mọi người chơi, kết bạn là điện trực tiếp gặp mua mai diễu thủy hồng ngọc mai là linh sam cần thăng có cho mọi người chơi, mong mọi người thương tình ủng hộ đó. Thường tôi trên cây là tôi thích nhất là cái củ đế này, nó cũng hợp lý, đế nó đẹp, nó cũng không có xấu. Đấy, nuôi dần dần từ từ là nó sẽ, tôi mới mới vào dây nên là cái tàn thối cái ông này ông ngổ thối rơi rồi, từ từ rơi thì nhặt lại, nhưng mà tình cảm rơi là khó nhặt lắm mọi người ơi. Ôi đâu rồi ông này, rơi đâu rồi, tôi đâu rồi, để tôi tìm xem đâu chỗ nào. Thôi thôi kệ, mai nó rơi thì mai mình tìm mình giáp lên sau, nhưng mà tình cảm mà nó rơi là giáp nó khó phết đấy mọi người ạ. Tôi nói vui, mong mọi người có gì thông cảm nhá. Rồi đây, đây cây mai giáo thủy đấy đó, và những cái dáng đổ này đó, nó cũng hợp lý cho mọi người chơi, cứ kết bạn này, điện thoại mua cái gì đấy. À, tôi quay trực tiếp luôn cho chọn mà được, được quyền chọn đấy. Được quyền chọn à, nên là hai cái tự chơi cây này nó lại hợp lý vậy đó. Mai vàng cũng có cho mọi người chơi đó, đủ dáng đủ dạng hợp lý đấy, thấy không, cũng có cây dáng nọ dáng kia. Đây này, cái cây này là cái cây đinh lăng, cũng có 200.000 cây chứ mấy, hợp lý mà, nuôi cũng lâu năm rồi, đủ nước tưới thôi. Rồi video này là thật sự là kết thúc nha. Kính mong tất cả các cô, các chú cùng bạn bè xa gần yêu thương ủng hộ nha. Nhớ đăng ký để nhận video tiếp theo. Chân thành cảm ơn.